Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói đôi chút về cái đầu ra của con tắc kè nha. Con tắc kè nhiều khách nó hỏi là con tắc kè là mua có bao tiêu hay không, và em sẽ trả lời thực tế là nếu mà ai mà trả lời mà bao tiêu người đó là đang lừa bạn đó. Thực sự con tắc kè nó thì cái đầu ra thì nếu mà mình bao hết 100% thì cả dòng họ mình nuôi hết rồi, chứ đâu cần để cho các bạn nuôi. Mình phải tự phát triển thị trường riêng của mình nữa mới vững bền, đúng không? Nhiều người cứ hỏi không lẽ giờ em nói em bao tiêu hết rồi các anh chị nghe theo em mà nuôi hả, rồi sau này mình nói không thu nữa sao? Thực tế nhiều chỗ vẫn nói là bao tiêu đó, nhưng mà các anh chị có nghe theo hay không? Thứ nhất, thứ hai nữa là còn bên em không đảm bảo bao tiêu, có thu những thời điểm, có những thời điểm mình không thu, nhưng mà mình bán cái con giống là phải khỏe mạnh, chất lượng cho khách hàng, tư vấn rõ ràng hợp lý. Cái đầu ra, ví dụ như đầu ra là cái đối tượng tiêu thụ của cái con tắc kè là như thế nào, ai tiêu thụ tắc kè, bên em tư vấn tận tình, rồi mình tự phát triển cái con đường riêng của mình nữa, chứ dựa vô em mình bảo em bao tiêu hết rồi sau này không có bao nữa thì rồi bà con làm ăn sao? Nhiều mô hình khác rồi, người ta cũng lừa mình đủ thứ rồi đó, các bạn thấy đó, như nuôi con này con nọ mình ta nói bao tiêu làm sao được. Mình phải một phần là mình phải là tự phát triển thị trường riêng mới là hay nhất thôi, em xin khẳng định là như vậy. Nên bà con có thắc mắc gì về con tắc kè và bên em á là giải đáp tận tình, ví dụ như là cách nuôi hay là thắc mắc về chữa bệnh hay là đối tượng đầu ra thì em tư vấn được. Còn bao tiêu thì có, em vẫn thu những thời điểm, nhưng có những thời điểm là nhà mình nhiều quá mình không thu nên mình không đảm bảo, mình nói trước là cho vậy nó sẽ hay hơn. Còn các trang trại như ở phía Bắc hay là ở đâu nói mà nuôi đi rồi tôi bao tiêu, rồi tới chừng nuôi ra rồi họ nói không bao thì sao? Hợp đồng là cái gì đâu, hợp đồng với nhau là có ý nghĩa gì đâu, nếu mà ký tên rồi ai mà chứng hay cái gì đâu mà nghe theo người ta. Thực tế là vậy, nên bà con mà muốn nuôi tắc kè thì mình hãy tìm hiểu kỹ, nếu đam mê thật sự thì mình sẽ tự phát triển con đường mình, nó sẽ tốt hơn nha. Còn thắc mắc gì xin liên hệ em trực tiếp, em giải đáp, nếu mà thấy hợp lý thì nuôi, còn hay không thì thôi, chứ đừng có nghe theo ai mà trực tiếp mà để nghe theo rồi để người ta lừa mình thôi, chứ không có chất lượng uy tín gì đâu. Cho các bạn xem con kè nó như nhà mình rồi, to đẹp quá bự luôn nha. Nhiều con nó tự lột da nó ăn luôn các bạn. Thôi xin chào nha, có thắc mắc gì xin liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ở dưới đó. Rồi có mình giải đáp được tận tình giải đáp hết rồi, còn anh em có nhu cầu nuôi thì liên hệ mình vậy đó, tư vấn cho. Yeah.